Quý khán giả thân mến, những tháng qua, thông tin trái sầu riêng của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch qua tất cả cửa khẩu của Trung Quốc, mang tới niềm vui lớn cho ngành sầu riêng trong nước. Và chỉ trong tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của nước ta sang Trung Quốc đạt gần 50 triệu đô la Mỹ. Đây là mức tăng chưa từng có trong lịch sử ngành sầu riêng của Việt Nam. Sầu riêng cũng chiếm 32,9% tổng giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc trong tháng 10, vượt qua thanh long trở thành mặt hàng rau quả có giá trị lớn nhất theo Tổng cục Hải quan tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt trên 293 triệu đô la Mỹ. Sau khi ký nghị định thư, bên cạnh sản lượng xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc tăng mạnh, thì giá sầu riêng cũng tăng gấp 3 lần.